Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh vlog của mình. Và trên tay của mình đây là một cái hộp đồ, một cái món đơn hàng mà mình đã săn sale ở trên Shopee. Nhưng mà nó sẽ khác so với ngày bình thường nha. Mọi người thấy giá trị của nó không? 2.8 là 7.000. Thì mọi người có đoán đây là cái gì không? Đây là mình đã mua một cái điện thoại Samsung Galaxy M14 5G á, ở trên Shopee. Thì cái giá gốc của nó, mình thấy là cái giá gốc mà ban đầu mà nó ra mắt á, thì mình thấy cũng đâu đó cũng 4-5 triệu á. Rồi xong rồi cái giá gốc của nó hiện tại là cũng là 3.7 triệu. Nhưng mà cái đợt hôm đó thì mình săn được giảm giá này kia thì chỉ còn 2.8 triệu thôi. Mình đặt 2-3 bữa thì shop giao cho mình. Thì shipper cũng vừa giao cho mình luôn á. Và mình cũng đã mở ra để mình kiểm tra coi có điện thoại trong đây hay không. Đây là lần đầu mình mua điện thoại ở trên Shopee luôn á mọi người. Điện thoại này là điện thoại mới nha. Thì ở bên trong á, họ cũng có thêm cái bọc chống sốc bong bóng này nè. Mình thấy cũng khá ok, gói vậy thì sẽ không bị va đập mạnh khi mà vận chuyển á. Rồi đây là cái sản phẩm của mình, cái điện thoại mà mình đã đặt. Mình lúc mua á, thì mình phân vân cái điện thoại M14 5G này với cái mà A14 5G luôn á mọi người. Thì những cái thông số nó xem nhau thôi. Chỉ khác là cái thiết kế, cái M14 này á thì cái dạng của nó sẽ là tròn tròn, nó bầu á, nó bầu những cái cạnh góc của nó. Còn cái kia thì nó có thiết kế là vuông vuông góc hơn, vuông vức hơn, thì khi mà nhìn nó cầm á nó sẽ mạnh mẽ hơn cái này. Như lại cái 14 5G này nè. Nó có cái con chip á, được sản xuất cái đời mới á, được trên tiến trình mà mình đọc đâu đó là 5 năm gì đó, tiến trình gì đó. Nó sẽ tốt hơn so với cái A14. Và cái thời lượng pin của M14 này nè, nó tới 6.000 mAh lận. Với cái thời lượng như thế thì mình nghĩ là xài được lâu cho những cái tác dụng cơ bản á. Cho nên là mình quyết định mình mua con này. Và đây là cái điện thoại mà mình đang sử dụng nè. Lúc trước thì mình cũng mới mua và mình cũng đã quay đánh giá cho mọi người xem rồi đó. Mọi người có thể tìm cái clip cũ để coi nha. Thì đây là cái M54. Đợt trước thì mình cũng mua ở Thế Giới Động, sale 5 triệu mấy gì đó, mình quên rồi. Và cái điện thoại của mình là tới 7.000 lận pin á. Thì mình xài cũng thấy khá là ổn. Cái dòng M này mình thấy cũng ổn. Ổn nè. Cho nên là mình không có lăn tăn khi mà mình quyết định mua thêm một cái máy phụ M14 này. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Đây là những cái thông số ở bên ngoài của nó. Nó có màn hình là 6.6 inch cảm ứng. Rồi nó có thể sử dụng 5G nha. Mặc dù 5G ở cái thị trường Việt Nam của mình người ta chưa sử dụng. Người ta sử dụng 4G là nhiều. Nhưng mà đổi lại Samsung á, bây giờ thì mình thấy là họ chỉ bán là chỉ có một cái thang máy thôi, rồi cái cáp sạc thôi, rồi cái lấy sim, lấy thẻ nhớ với một cái miếng hướng dẫn sử dụng chứ không có củ sạc. Thì mình thấy như thế thì nó cũng mất công mình đi mua thêm cái củ sạc nữa. Đây là lần đầu tiên mà mình bóc siêu một cái điện thoại mà mua ở trên mạng. Nói chung là cái cảm giác mà bóc siêu những cái món đồ công nghệ mới á, thì cảm giác nó phê lắm mọi người. Nó rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở em nó nha. Mình không biết là mở đầu nào luôn quý. À chắc đầu này nè mọi người. Đầu này có cái này kéo ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở nha. Mình thích cái A14 á, tại vì nó có cái màu đỏ á, nhưng mà cái thằng M14 này thì nó không có màu đó. Nó chỉ còn màu xanh, màu đen và màu trắng thôi. Nhưng mà mình đã chọn cái màu xanh nhạt rồi. Thì mình mở ra đây. Ở trong đây thì chắc chỉ có cái cuốn hướng dẫn sử dụng thôi. Đây họ có cho cái cọng cáp á, để mình sạc á. Thì đây là cái đầu USB Type-C rồi. Cái đầu Type-C á mọi người. Thì đương nhiên là khi mà sử dụng cái đầu Type-C này thì nó đã có sạc nhanh rồi. Nhưng mà cái mức sạc nhanh của nó chỉ có 15W thôi. Cái thằng M54 của mình á, sạc nhanh 25W mà mình thấy cũng còn lâu nha. Để sạc được cái này là cũng tầm gần 2 tiếng á.
Còn cái thằng này thì nó còn về cái điện thoại sau này nè, mình thấy là chỉ có sạc nhanh 15W thôi, thì mình nghĩ là cũng lâu đấy, cũng khá lâu cho một viên pin 6000 mAh. Ở đây thì có thêm một cái que chọc sim và xong, trong hộp thế là hết rồi đó mọi người. Cái hộp được thiết kế theo dạng trượt thì mình sẽ gom lại cho nó gọn nha. Rồi bây giờ tới nhân vật chính của mình đây. Thật sự là khi mà nhìn ở bên trong á thì mình thấy là cái điện thoại này nó không đẹp nha. Nhưng mà khi mà cầm ở bên ngoài á thì mình thấy điện thoại cái màu này nhìn cũng sang lắm, cũng đẹp lắm. Nó chỉ là thiết kế bằng nhựa thôi, nhưng mà nhìn ở ngoài á, cái điện thoại mà dòng M á, mình thường thấy là họ Samsung á, họ sẽ sơn màu bóng nha. Còn nếu mà cái dòng A thì họ sẽ làm nhám. Còn cái dòng M thì họ làm bo nè, bo mấy cái cạnh góc này bo tròn lại, giống như cái điện thoại mình bo tròn lại. Nhưng mà cái nhược điểm của mấy cái dòng điện thoại mà sử dụng nhựa không làm bằng kim loại á, chỉ làm bằng nhựa, thì sau một khoảng thời gian sử dụng như điện thoại của mình đây nè, thì những cái cạnh viền như thế này nó đã bị bong chóc sơn rồi. Ôi, đó. Đây, sau một khoảng thời gian sử dụng thì như điện thoại cũ của mình nè, mọi người thấy không? Đã bị bong chóc sơn này, nhìn nó cũng mắc thẩm mỹ lắm. Do mình cũng xài ốp á, cho nên là bớt bong chóc á, chứ nếu mà không xài ốp thì sẽ bị bong chóc như lắm. Rồi tiến tới cái điện thoại này. Đây là cái lớp siêu để mình bóc cái siêu ra nha. Thật sự là mua mua ở đây nè mình mới đập hộp được, còn nếu mà mình mua ở ngoài như Thế Giới Di Động á, là người ta đã mở ra hết trơn rồi, và chứ kiểu như cái máy người ta mở ra người ta bỏ vô hộp hết trơn rồi, mình đâu có thể nào mình mở được những cái thứ này hay là mình bóc siêu đâu, cảm giác nó kiểu như nó không thích cho lắm. Còn mua trực tiếp như thế này đập nguyên hộp mở nguyên siêu luôn thì mình thấy cảm giác nó thích hơn. Rồi đây là máy trên tay, cầm máy trên tay mình thấy là tuy là cái điện thoại mà nó gọi là không là cao cấp đâu, điện thoại này thuộc dạng là vừa vừa thôi chứ chưa được tầm trung nữa, nhưng mà cầm lên tay thì mình thấy là nó rất là sang nha, thiết kế bóng lưỡng nè, với hơn nữa là cái thương hiệu Samsung này nè, mình cầm lên thì đương nhiên là nó sẽ có gì đó nó hơn những cái điện thoại mà đến từ hãng khác, những hãng mà chưa có tên tuổi nhiều á. Và kiểu như cái điện thoại này nè, theo mình thấy á, là hình như là họ chưa có dán cường lực nha. Họ chưa dán cường lực đâu. Là bắt buộc là mình phải, nếu mà muốn bảo vệ tốt cái điện thoại của mình là mình phải đi dán cường lực. Đây thì sơ sơ thì cái điện thoại này có 3 cụm camera nha. Camera chính, rồi camera góc rộng, rồi camera mà chụp cận cảnh á. Đây là hình như là cái camera này là chỉ là 50 megapixel thôi, rồi hai cái này là hình như hai hai mê gì đó, mình cũng chưa đọc rõ thông số nữa cho nên là mình cũng chưa, để mình coi coi họ không có ghi mọi người ơi. Và đây là chỉ là một cái đèn black thôi. Cạnh này thì có nút tăng giảm âm lượng, rồi đây là nút nguồn, đây là một cái case sim chỗ để mình đựng sim và thẻ nhớ. Cạnh dưới á, thì có cái lỗ sạc nè, cái mic nè, vẫn còn jack 3.5 nha. Và một cái loa đơn thôi, chưa được loa kép nữa. Nhưng mà mình thấy Samsung họ để là đây là dùng cái kính cường lực Gorilla 5 gì đó. Nó sẽ ngon hơn so với cái kính thường của thằng A14. Bây giờ mình sẽ khởi động máy nha. Đây mình đã bật nút nguồn lên nè. Lúc trước á, hồi khi mà mấy năm về trước mua điện thoại á, Samsung họ tặng cho mình cái ốp lưng luôn, rồi củ sạc luôn, rồi tai nghe đầy đủ luôn. Mình còn nhớ những năm đó đó, mình còn hoài niệm lắm. Nhưng mà giờ mua những cái điện thoại như Samsung hay là iPhone thì họ đã không còn tặng nữa rồi. Trừ khi mình mua những cái điện thoại đến từ Trung Quốc á, thì họ mới còn tặng cho mình cái cục sạc thôi. Chứ giờ hiếm khi mà họ tặng cho mình cái ốp lưng hay là cái tai nghe lắm. Đây mình đang cài đặt cái tiếng đây. Đầu tiên là tiếng Việt. Điện thoại mới cho nên là bấm nó mượt mà lắm.
Đây đây là cái mặt trước của cái điện thoại của mình. Cái màn hình 6.6 inch thì cũng khá là to để mà mình có thể mình coi phim YouTube hay là TikTok rồi cũng rất là ok. Cái màn hình này được sử dụng là hãng để là thông tần số á, của nó là full HD nha. Nhưng mà không được cái tấm nền AMOLED đâu, chỉ là cái tấm nền IPS thôi, bình thường thôi. Cho nên là cái màu sắc nó không được bằng cái tấm màn nền Super AMOLED giống như cái điện thoại cũ của mình. Và cái viền của nó nè, viền dưới nè cũng còn khá là dày, và cái camera trước của nó vẫn còn là hình giọt nước, trong khi cái camera của mình nè, cái điện thoại của mình nè, là màn hình đục lỗ rồi, và cái viền cũng mỏng hơn. Nói chung mà M14 với M54 thì mọi người cũng biết cái nào nó hơn rồi. Nhưng mà mình cầm là mới bắt đầu điện thoại mới, chắc là điện thoại mới cho nên là lướt cũng mượt lắm. Và cái thông số của nó chỉ có 4 GB thôi. Và cái bộ nhớ nó được 128 GB. Thì thường thường á mình thấy trên Lazada họ bán là cái bộ nhớ chỉ có 64 GB thôi, mà với cái năm như bây giờ mà còn sử dụng cái điện thoại mà bộ nhớ 64 GB thì nó khá là ít đó. Tại vì mình cài mấy cái app, mấy cái mạng xã hội là nó cũng chiếm cái dung lượng hết rồi. Rồi mình chụp ảnh này kia nó đâu đủ đâu. 128 GB mình thấy còn chưa đủ đó. Nhưng mà ở trên Lazada cái phiên bản 64 GB bộ nhớ họ cũng bán 2 triệu rưỡi rồi. Mà cái này mình bù vô 300 ngàn mình được 128 GB thì nó ngon hơn. Rồi nhưng mà mình thấy cái màu này ở ngoài á nó sẽ đậm đậm hơn so với ở trong camera nha. Trong camera tại vì có ánh sáng cho nên là nó không có được chỉnh màu cho lắm. Nhưng mà ở ngoài thì nhìn đẹp hơn. Và đây là chiếc điện thoại mình đã sử dụng một khoảng thời gian này mọi người. Mình sử dụng cũng lâu rồi đấy. Mình có mua thêm được cái ốp lưng. Ốp lưng này là chỉ là ốp lưng trong suốt thôi, mình mua ở trên Shopee nha. Với giá là hơn 10 ngàn. Và mình cũng đã mua thêm được một cái miếng dán cường lực. Ở đây nè, mình dán mặt trước nè, cũng ở trên Shopee luôn, với giá rẻ lắm. Và trong clip này á, mình sẽ không có đánh giá kỹ về chiếc điện thoại này đâu. Chủ yếu là mình sẽ nói mua điện thoại ở trên Shopee nó sẽ như thế nào, nó có đáng tin hay không. Rồi cái điện thoại này á là nó đời sau rồi, nó A14 5G, nó cũng đã ra đời mới A15 5G rồi. Dùng làm máy phụ mình thấy những cái tác dụng cơ bản á nó cũng rất là ok, nó cũng mượt mà lắm. Nhưng mà cái điện thoại này á mọi người không chơi game mạnh được nha. Game nặng đồ á nó sẽ bị kiểu như nó đơ đơ á, nó sẽ bị thoát ra bất ngờ luôn. Mình đã test thử rồi. Là cái này chơi game nặng không được, cấu hình nó cũng hơi đuối á. Và cái lượng RAM của nó cũng ít, chỉ có 4 RAM thôi. Cái điện thoại mình đang xài 8 GB nhưng mà lâu lâu nó còn bị kiểu như là nó không có mượt nữa. Mình thấy các dòng của Samsung thường thường nó sẽ bị vậy đó. Nó sẽ không, nếu mà xài một khoảng thời gian lâu thì máy nó sẽ cảm giác như nó chậm lại á, nó không còn được mượt mà nữa. Chắc là mình xài sử dụng những cái chiếc điện thoại tầm trung á, còn mình chưa xài điện thoại cao cấp cho nên mình chưa biết. Nói chung về cái thời lượng pin của chiếc điện thoại này thì mình đánh giá là tốt nha. Tại vì nó cũng cho mình sử dụng được 2 ngày á. Tại vì mình cũng lướt web rồi xong rồi mình coi TikTok, coi YouTube đồ cũng nhiều. Mình không có chơi game nha. Chơi game thì cái điện thoại này nó đuối rồi. Về phản chụp hình á thì nó cũng tương đối thôi chứ nó không có đẹp đâu. Mình thấy nó cũng hơi hơi không được đẹp cho lắm. Quay phim đồ cũng vậy. Nói chung điện thoại này nó cũng rẻ thôi mà, đâu có đòi hỏi được nhiều. Nhưng mà cầm cũng rất là sang nha, cầm nó sang. Mọi người nói ngay là mình nói thật á, trong tầm giá 2 triệu á thì không có chiếc điện thoại nào có thể vượt qua được chiếc điện thoại này đâu. Về nó thiết kế là bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là sang luôn, nhìn nó đẹp nha mọi người. Nhìn người ta không nghĩ là cái điện thoại này mình mua với giá là hơn 2 triệu á. Mua ở trên Shopee mới được giá này thôi, ở ngoài thì mình nghĩ là nó sẽ cao hơn. Và cái điện thoại này xài rất là mát nha, mình thấy nó không có nóng, mặc dù là cái điện thoại cũ mình á xài dưới trời
giấc trưa trời nắng nhiều á thì nó hơi nóng, còn điện thoại này thì nó ấm ấm thôi, nó rất là mát luôn. Còn cái thời lượng mà mình sạc á nó cũng mau nha. Mình sử dụng cái cục pin mà trên cái con M51 của mình á sạc 25W á, còn con này chỉ hỗ trợ là 15W sạc nhanh thôi, nhưng mà mình vẫn sử dụng cái cục sạc nữa để mình xài. Thì mình thấy là đâu đó là nó dưới 2 tiếng á, là nó sẽ đầy nha. Từ lúc mà mình mua cái điện thoại này tới giờ thì mình xài tới bây giờ thì mình thấy là nó không có bị lỗi lầm gì hết. Nó đang có thêm một phiên bản cập nhật mới nữa nè mọi người. Để mình đây, nó đang có thêm một phiên bản cập nhật mới nữa mà mình chưa có cập nhật. Mình thấy là mua điện thoại ở trên Shopee á, là nếu mà mọi người tìm được những cái cửa hàng mà chính hãng như thế này nè thì mọi người săn sale nó sẽ rẻ hơn giá bên ngoài nha. Mình thấy là những trạm mà bảo hành của Samsung á, thì nó cũng rất là nhiều, nó không có ít đâu. Nếu mà mình mua trong những cái cửa hàng ở ngoài á thì người ta cũng gửi vô hãng để bảo hành cho mình thôi. Còn mình mua chính thống luôn của cái shop mà của Samsung á thì nó cũng như nhau thôi mọi người. Có hư hỏng gì thì nếu mà mọi người ở gần cái trạm bảo hành á thì mọi người đem qua, còn không ở gần thì mọi người có thể gửi, cũng rất là dễ dàng thôi. Mua những cái điện thoại này nè thì xài nó sẽ ok hơn so với những cái điện thoại tầm giá. Thường thường thì mình sẽ săn những cái điện thoại mà đời dưới á, mình không có mua đời mới đâu, tại vì đời mới nó sẽ mắc hơn, rồi sau một khoảng thời gian thì nó sẽ tụt giá xuống à. Với những tùy theo những cái nhu cầu của mọi người sử dụng thôi, mà mọi người nên lựa chọn điện thoại như thế nào. Thì mình đánh giá là cái điện thoại này mua trên Shopee xài rất ok nha, tại vì nó mới mà, nó full hộp luôn mà, nó đâu phải điện thoại cũ đâu. Điện thoại cũ thì mọi người có thể phân vân. Mình tính làm dài hơn, mình đánh giá chi tiết kỹ hơn, nhưng mà mình suy nghĩ là cái clip này chủ yếu là mình chia sẻ về mình mua cái điện thoại ở trên Shopee thôi, sẽ như thế nào, xài có ổn hay không thôi. Cho nên là mình xin kết thúc clip tại đây nha. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.